Còn tiếp này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ khí. Khí này nghĩa là khí hơi nhá. Và bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem về bản giản thể. Bộ khí này về phồn thể khá là khó. Thì thực tế thì phồn thể thì nó sẽ ôm với lại một cái bộ gọi là bộ mễ phía bên trong. Đấy. Nát mình sẽ viết cả cái bản phồn thể cho các bạn dễ hình dung. Còn giờ chúng ta sẽ học sang bản giản thể trước nhé. Thì giản thể các bạn sẽ chú ý cho mình như sau này. Ở đây các bạn thấy là ở đây nó sẽ có, tại vì bên trong này nó sẽ ôm với lại một bộ nào đó phía bên trong nữa đấy, thì sẽ được viết lớn như này. Còn đây là một cái bộ thủ mà nó sẽ là cấu tạo thành một chữ Hán luôn rồi, cho nên nó sẽ được viết to ra như thế này. Chúng ta sẽ viết đầu tiên là một nét phải nằm trước này, các bạn cần quan sát cho mình nhé. Viết khá là cao phía bên trên như này, phải nằm như... đây không phải phải nằm, đây là phải ngắn thôi. Một nét ngắn phía bên này nhá. Sau đó một nét ngắn phía bên trong này. Đấy. Sau đó một nét ngang dài ra như này. Đây gọi là nét ngang nghiêng móc từ trên xuống dưới này nhá. Đấy. Nghiêng từ trên nghiêng xuống phía dưới như này. Móc lên trên như này. Đấy là ra được cái phần đầu gập nét này rồi. Chúng ta ở phần đầu gập này các bạn sẽ nhấn ở đây này, các bạn hồi phong lại, các bạn kéo xuống dưới cho mình này nhá. Sao cho phần đầu gập nó rõ ràng hơn một tí cho mình nhá. Đây các bạn tiến hành. Các bạn tiến hành đo cho mình, các bạn thấy được là cái bộ khí này thì cái bộ này chưa bao giờ nó được dễ viết cả, cho nên là chúng ta chỉ cần viết nó xem như này là ok thôi. Đấy. Thì các bạn nghiêng móc này, các bạn nghiêng cho mình nó dạng vừa phải. Bình thường mình hướng dẫn cho các bạn là nghiêng dài như này, nghiêng ngay từ đầu, nghiêng từ trên, nghiêng xuống bên dưới như này, thì tạo hình chữ thì nó sẽ đẹp hơn. Dựa cho trong cái chữ phi bay như này thì tượng hình là con chim đang bay. Còn với cái bộ khí này thì nó phải dựng lên trên nữa, vì nếu mà như thế này thì nó kết hợp với một bộ phía bên trong thì nó sẽ hơi bị hẹp. Đó, thế cùng với lại cái này thì bây giờ mình sẽ viết, đó là cái bộ mễ phía bên trong nhá. Các bạn nhìn này, chấm này, phẩy này. Đây là một dạng nét hất sổ xuống, phẩy và đây chấm ngắn như này. Đó, hóa ra được cái bản phồn thể. Đây là bản phồn thể, ví dụ là chữ khí viết được viết phồn thể đi nhá. Thế thì bây giờ mình tiếp tục hướng dẫn tiếp cho các bạn xem này. Ở đây các bạn để ý cho mình là các nét ngang sẽ được viết đều nhau nhá. Như này. Đây này. Đều nhau này cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ viết ra ngoài này. Viết to hơn cho các bạn dễ hình dung ra hơn này. Ngang ngắn này. Ngang ngắn này. Ngang nghiêng móc này. Móc thẳng đứng lên trên này. Chấm. Phẩy. Một dạng hất sổ từ trên xuống dưới này. Phẩy này. Chấm này. Đây viết như này. Đó thì nó ôm một cái bộ phía bên trong này nữa, cho nên các bạn phải viết nó là phải có một cái góc ở phía bên trong này phải rộng nhá,